Vâng, xin chào các bạn đã đến với các video hướng dẫn và chia sẻ những bài hát hay và hướng dẫn các bạn hát các bài hát hay. Ở góc độ của mình thì mình sẽ thấy được những cái bài hát nào rất là hay thì mình lên đây mình chia sẻ, hoặc là các bạn có những cái bài hát nào cảm thấy rất là hay và muốn mình chia sẻ thì các bạn cứ comment bên dưới và kèm theo đường link hướng dẫn để mình có thể tập luyện, và mình phải tìm ra những cái cách để có thể giúp các bạn hát hay ca khúc mà các bạn yêu thích. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một bài hát rất là hay mà mình rất là thích từ một ca sĩ trẻ, đó là ca sĩ Hiền Hồ với ca khúc Em Ngày Xưa Khác Rồi. Đây là một bản ballad rất là hay. Khác rồi sáng tác, cứ thế thôi. Sáng tác của Em Ngày Xưa Khác Rồi là ai? Nhạc sĩ trẻ rất là thịnh hành hiện nay đó là Vương Anh Tú, và phối khí là Đoàn Minh Vũ. Vương Anh Tú của nhạc sĩ Vương Anh Tú, một nhạc sĩ trẻ ha, và sáng tác rất là hay ca khúc Em Ngày Xưa Hát Rồi, một bản ballad nghe rất buồn. Và nếu các bạn thích bài này, muốn tập luyện kỹ hơn thì các bạn bắt đầu vô, còn các bạn nào chưa biết thì hãy cứ nghe thử, ủng hộ, quay lại nghe bài của Hiền Hồ trước đã, sau đó muốn tập luyện bài này thì quay lại video của mình và cùng nhau mình sẽ đi vào tập luyện ca khúc Em Ngày Xưa Khác Rồi của Hiền Hồ nha. Rồi, ok. Đầu tiên thì mình sẽ dạo một chút xíu để xem bài này nói về cái gì cái đã. Đi vào nội dung ha. Bài này mình lấy cái tông là La Thứ, là tông của mình. Còn nếu mà giọng nam mà hơi thấp chút xíu thì bạn có thể lấy tông Fa hoặc là Son. Fa Thứ hoặc Son Thứ. Còn giọng cao một chút thì tông nữ thì các bạn lấy tông Đô Thứ hoặc là Đô Thăng Thứ ha, là đúng tông của Hiền Hồ á. Dạ, ok, vô. Chẳng ta vội vã yêu người nhanh quá, vì yêu cứ luôn níu kéo thêm tình ta. Từng khoảnh khắc ấy em biết sẽ dần đớn đau, và cứ nghĩ quá khó để vượt qua. Vậy là một chuyện tình ha. Cái này là chuyện tình của cô gái và chàng trai, gặp nhiều những biến cố trong cuộc sống. Trong chuyện tình yêu nói chung là những cái sự rất nhiều vấn đề về việc không hiểu nhau hay vân vân, nhưng mà trong chuyện tình yêu này nó muốn tan rã rồi, nhưng mà vì cứ muốn níu kéo thêm tình ta, đúng không? Chắc ta vội vã yêu người nhanh quá. Vậy là cái câu chuyện này là yêu một người quá vội vã, chưa tìm hiểu kỹ. Chẳng ta vội vã yêu người nhanh quá, vì yêu cứ muốn níu kéo thêm tình ta. Từng khoảnh khắc ấy em biết sẽ rất đơn đau, và cứ nghĩ quá khó để vượt qua. Vậy là cái câu chuyện này là mình đôi trai gái này yêu nhau quá vội, và cuối cùng gặp những cái việc đớn đau trong tình cảm, nhưng mà nói chung là bất đồng quan điểm, mình không hiểu nhau, cái bắt đầu mình nhưng mà bởi vì vẫn còn muốn níu kéo nên sẽ rất đau đớn trong cái việc là cố gắng giữ cái vấn đề một cái chuyện tình mà mình đã biết là nó sẽ không thành ha. Tiếp luôn nha. Càng yêu quá nhiều càng thêm thấu hiểu, càng yêu quá nhiều càng thêm thấu hiểu. Tình đẹp khi mới yêu chẳng nên trao hy vọng quá nhiều. Ấy là tình đẹp khi mới yêu thì chẳng nên trao hy vọng quá nhiều. Hay. Vì anh có hiểu điều gì quan trọng nhất trong tình yêu, niềm tin quý giá hơn mọi thứ. Rồi, biết luôn. Cô gái này mất niềm tin vào chàng trai này. Mất niềm tin vào chàng trai này rồi. Bởi vì chàng trai này nhiều nhiều sai lầm quá, có thể là tình đơn chuyện tình tay ba vân vân, hay là có nhiều là những vấn đề làm lầm lỗi với cô gái này.
nên đã mất niềm tin. Càng yêu quá nhiều, càng thêm thấu hiểu, tình đẹp khi mới yêu chẳng nên trao. Hy vọng quá nhiều, vì anh có hiểu điều gì quan trọng nhất trong tình yêu. Niềm tin quý giá hơn mọi thứ. Mất niềm tin vào chàng trai, mất niềm tin vào cái tình yêu này rồi. Tiếp tục luôn nha, điệp khúc nè, rất hay. Đừng tìm em nữa, em có ngày xưa chết rồi. Phút ấy anh còn nói anh mệt rồi, mình dừng lại thôi. Để bây giờ anh xem có như là anh mơ, em sẽ chẳng trở về nữa. Vì tình yêu kia xem như mình duyên trăm phần, đã vất vả qua nhiều nhưng nhận lại muôn vàng cay đắng. Thế bên cạnh nhau chi, hãy cứ để mình chia ly. Dù em sẽ nhớ anh nhiều hơn, nhưng xin anh đừng tìm em. Ồ, rất là hay ha. Giai điệu nghe phê, nghe sướng luôn, nghe tê tái. Tê tái con nhái luôn. Rất đã không? Đừng tìm em nữa, em của ngày xưa chết rồi. Kinh khủng không? Viết cái lời giá man thiệt. Quá đã. Ấn tượng đầu tiên khi mình nghe cái bài hát này đó là mình bị lôi cuốn với cái câu này: đừng tìm em nữa, em của ngày xưa chết rồi. Mà với cái giọng hát của Hiền Hồ nữa thì ôi thôi rồi rồi, tê tái luôn. Và lúc đó là mình cực kỳ thích bài này ha. Phút ấy anh còn nói anh mệt rồi, mình dừng lại thôi. Đây là chàng trai này là bỏ cô gái này ha. Nó chia tay là để bây giờ anh xem có như là anh mơ, em sẽ chẳng trở về nữa. Ồ, nguy hiểm quá, ghê quá. Giống như cô gái này đi tự vẫn này nha. Thấy không? Vì tình yêu kia xem như mình duyên chẳng phận mà miêu tả ha. Thất vọng trong tình yêu, đã vất vả nhiều lắm nhưng nhận lại muôn vàng cay đắng. Thế bên cạnh nhau chi, hãy cứ để mình chia ly. Dù em sẽ nhớ anh nhiều hơn, nhưng xin anh đừng tìm em. Ấy là cô gái này bỏ đi rồi đó. cô gái này bỏ đi rồi. Cô gái này có thể là chết rồi đấy, tự vẫn đấy, hay là vân vân, hay là cô ấy trốn đi một cái nơi nào khác. Nó nôm na là chuyện tình này nó đau khổ. Và cô gái này là bị cái chàng trai này bỏ, ruồng bỏ cô ấy. Rất rất là buồn. Và chàng trai này cũng làm cho cô ấy thất vọng rất là nhiều. Đã cố gắng níu giữ nhưng cuối cùng thì đến lúc kết thúc rồi, đúng không? Thì cái chuyện tình cảm này mình gặp nhiều trong cuộc sống rồi. Nên bây giờ là mình sẽ thể hiện qua bằng cái cảm xúc của mình, bằng cách mình xử lý ca khúc như thế nào. Và chúng ta cùng nhau đi vào xử lý ca khúc này nha. Dốt, quá hay quá đã. Đầu tiên vô, các bạn cố gắng làm sao hát thật là cho sâu vào bên trong. Nếu mình chưa có quen với cái việc gọi là hát sâu vào bên trong thì cứ tập hát đi. Cảm cái hơi của mình nó đưa ra bên sâu bên trong nè, để có mình có một cái cảm giác là sâu lắng, nhẹ nhàng, tình cảm. Hát thật là nhẹ nhàng, xử lý cảm xúc bằng từng từ luôn, để cho thể hiện được cái lên cái sự đau khổ, cái sự yếu đuối, cái sự mong manh và cái sự thất vọng của cô gái này. Và sự đau đớn coi như là mất hết tất cả rồi. Giống như là đừng tìm em nữa, em của ngày xưa chết rồi. Why? Chẳng ta vội vã yêu người nhanh quá, vì yêu cứ muốn níu kéo thêm tình ta. Từng khoảnh khắc ấy em biết sẽ dần đớn đau, và cứ nghĩ quá khó để vượt qua. Đó, lời tự sự từng chữ nhả từng chữ thôi. Các bạn đừng có hát là đừng có hát liền mạch nha. Đừng hát legato, mà các bạn hãy hát tự sự từng chữ thôi.
chẳng ta vội vã yêu người nhanh quá, vì yêu cứ muốn níu kéo thêm tình ta. Cảm giác muốn buông bỏ, cảm giác muốn buông lơi, hát sâu vào bên trong, hãy nhẹ nhàng thôi ha. Từng khoảnh khắc ấy em biết sẽ dần đớn đau. Cảm xúc vào và cứ nghĩ quá khó để vượt qua. Thất vọng là chuẩn bị nước mắt rơi nè. Càng yêu quá nhiều, càng thêm thấu hiểu. Tình đẹp khi mới yêu chẳng nên trao hy vọng quá nhiều. Vẫn nhẹ nhàng nha, đoạn đầu bài này rất là nhẹ nhàng tình cảm. Mình đừng có làm nó trở nên quá là căng thẳng, vẫn thoải mái thôi. Thoải mái, hát tự do nhất, feeling nhất, tự nhiên nhất. Vì anh có hiểu điều gì quan trọng nhất trong tình yêu, niềm tin quý giá hơn mọi thứ. Đúng không? Nhẹ nhàng buông trôi tất cả để nó tự nhiên nhất. Và thả từng chữ, khúc đầu chưa cần cao trào đâu. Đừng tìm em nữa, em có ngày xưa chết rồi. Phút ấy anh còn nói anh mệt rồi. Mình dừng lại thôi, để bây giờ anh xem có như là anh mơ. Rồi khúc này mình sẽ hát hát voi nhiều một chút xíu, mình đưa cái hơi lên trên cái phần ra phía sau ha, lên trên cái phần ốc của mình nè. Anh xem có như là anh mơ đó. Mình đẩy cái hát voi lên để mình tạo cái cảm giác là căng, nhưng cái nốt cao nó ổn định căng, nhưng mà nó không bị gọi là quá là bị phô giọng. Tại vì đoạn đầu tiên mà nếu mà bạn hát như thế này là mọi người khúc sau bạn sẽ không còn có cái để mình bạn phô giọng nữa. Từ đầu cứ nhẹ nhàng cảm xúc. Để bây giờ anh xem có như là anh mơ, có như là anh mơ đó. Anh xem có như là anh mơ ha. Một chút hát voi, hát voi đó, để mình có thể giữ được cái cảm giác mà đau đớn nhất của cô gái. Sự đau đớn ấy nó giằng xé. Phải hát nhẹ nhàng như vậy nha. Đoạn đầu đừng có, phần đầu tiên bài đừng có căng quá, để dành lực cho đoạn sau. Ok. Em sẽ chẳng trở về nữa, vì tình yêu chẳng phận đã vất vả quá nhiều, đã vất vả quá nhiều, đã vất vả quá nhiều, nhưng nhận lại muôn ngàn cay đắng. Thế bên cạnh nhau chi, hãy cứ để mình chia ly, dù em sẽ nhớ anh nhiều hơn, nhưng xin anh đừng tìm em. Đó, đoạn đầu mình sử dụng cái head voice nè, nhẹ nhàng, falsetto, head voice giọng gió thôi. Rồi giọng nhẹ nhàng hát bằng hơi thở, chest voice vừa phải thôi. Tự sự bằng những lời nói chân thành nhất, tình cảm nhất. Nhưng xin anh đừng tìm em. Đúng không? Tình cảm nhất. Má mình thì mình nói chuyện kiểu này, nhưng mà khi mình vô hát thì mình phải là hát như đang nói, nhưng mà nói một cách diễn cảm, một cách tình cảm nhất, một cách feeling nhất thì nó sẽ hay hơn. Rồi qua đoạn sau là cái phần cao trào ha. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái hát cái phần cao trào. Càng yêu quá nhiều ha. Ok. Càng yêu quá nhiều. Qua phần thứ hai nha, mình sẽ có một cách thay đổi hát đi một chút xíu để cho nó có cảm giác khác hay lạ lạ hơn. Càng yêu quá nhiều, càng thêm thấu hiểu. Tình đẹp khi mới yêu chẳng nên trao hy vọng quá nhiều. Vì anh có hiểu điều gì quan trọng nhất trong tình yêu,
Đó, mình xử lý rất là tự do chứ không có nhất thiết là phải gặp khuôn cái gì hết, thấy không? Điều quan trọng nhất trong tình yêu, niềm tin quý giá hơn mọi thứ. Nào, hôm nay mình đẩy lên nha, để mình có một tí cao trào nha. Đừng tìm em nữa, em của ngày xưa chết rồi. Phút ấy anh còn nói anh mệt rồi, mình dừng lại thôi. Để bây giờ anh xem có như là anh mơ, em sẽ chẳng trở về nữa. Các bạn thấy không, mình lên mid voice càng ngày càng căng hơn thì cái độ mức độ rồi là nó tạo trên cái cảm giác giống như là khi mình hát cái câu là đừng tìm em nữa, em của ngày xưa chết rồi, bắt đầu mình chuyển sang mid rồi đấy. Đừng tìm em nữa, em của ngày xưa chết rồi. Phút ấy anh còn nói anh mệt rồi, mình dừng lại thôi, thôi. Falsetto ha. Thôi, ok. Thôi, để bây giờ anh xem. Nó nhẹ nhàng, nó vẫn, nó bắt đầu nó có miss trong đó rồi đó nha. Để bây giờ anh xem. Nhưng mà nó vẫn có falsetto, vẫn hát voice, nhưng mà nó rất là nhẹ, bởi vì nó chưa phải là lúc cao trào nhất. Xem cứ như là anh mơ, em sẽ chẳng trở về nữa. Bắt đầu mid voice, chest voice, head voice làm việc nào. Để đẩy cao trào nè. Vì tình yêu kia, xem như mình duyên trắng phận. Đã vất vả nhiều lắm, nhưng nhận lại muôn vàng tay đắng. Thế bên cạnh nhau chi. Đây, mid voice mình làm việc nha. Phần mình cảm nhận được cái phần xoang của mình nó ra phần này nè. Thế bên cạnh nhau chi, hãy cứ để mình chia ly, dù em sẽ nhớ anh nhiều hơn, nhưng xin anh đừng tìm em. Rồi khi nó quay lại một lần nữa nha. Vì tình yêu kia, xem như mình duyên trắng phận. Đã vất vả nhiều lắm, nhưng nhận lại muôn vàng cay đắng. Muôn vàng đắng cay cũng được, đó là một cách. Muôn vàng đắng cay, để tạo nên cái sự là da diết kịch liệt luôn. Muôn vàng đắng cay, thế bên cạnh nhau chi. Nè, cái này là mình sẽ chuyển lên head voice và cực kỳ mid voice, head voice cực kỳ mít voi, cực kỳ chắc nè. Thế bên cạnh nhau chi, hãy cứ đi đi, dù em sẽ nhớ anh nhiều hơn. Trời ơi, nhưng xin anh đừng tìm em. Ok chưa, căng chưa? Ok, cái đó mình chuyển, mình hết luôn. Bên này là những cái đẩy hết toàn bộ từ head voice lên mid voice với tất cả cảm xúc. Lần lại nhá, lần nữa nha. Ok, 2, 3. Thế bên cạnh nhau chi, hãy cứ đi đi, dù em sẽ nhớ anh nhiều hơn, nhưng xin anh đừng tìm em. Ok, đó thì khi mà bạn làm chủ được cái âm thanh của mình nó một cách chuyên nghiệp hơn, điêu luyện hơn, thì chắc chắn là các bạn sẽ hát được cái bài này như vậy. Nhưng mà nếu mà nó quá cao, cái đoạn này nó quá cao,
cái bạn này, cái đoạn này thì thật sự là chị để dành cho những bạn nam cao á, nam cao mà tập luyện thường xuyên á thì có thể hát được cái đoạn này nha. Nó lên đó, ồ lên tới rơi luôn rồi. À, đó lên tới rơi luôn, cái đó là chỉ nam rất là cao mới có thể hát được đoạn này ha. À, rồi ok, chúc các bạn thành công với ca khúc Em Ngày Xưa Khác Rồi của Hiền Hồ. Ây da, tóc mồ hôi. Ok, và các bạn có những cái bài hát nào mà cảm thấy thích thú, muốn tập luyện kỹ thuật thanh nhạc thì các bạn muốn có thể hát hay được bài này thì các bạn cứ comment cho mình ha, gửi lên và mình sẽ nghiên cứu và sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm. Xin chào và gặp lại với những ngày gặp lại với những video tiếp theo. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye. Với âm nhạc Music on the Floor.